nước Nga từ tiếng xích sắt nghiến trên quảng trường đỏ. Cuộc diễu binh truyền thống kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức mới diễn ra trên quảng trường đỏ Moscow và được truyền hình trực tiếp ở rất nhiều kênh. Sức hút của nó vẫn rất lớn mà minh chứng của nó là việc YouTube liên tục bị nghẽn vì tải không kịp. Và trong số hàng triệu người đang theo dõi ấy chắc chắn luôn tồn tại ba nhóm ghét Nga, yêu Nga và trung dung. Hình ảnh sơn pháo nổ giòn rã trong tiếng quốc thiều Nga. Hình ảnh lính Nga trai đẹp, gái xinh, cao giáo, hiên ngang, hãnh diện. Hình ảnh Putin đọc diễn văn khai mạc có câu Vinh quang các chiến sĩ Hồng quân hẳn sẽ khiến nhiều người có nhiều nhận xét khác nhau. Những người yêu nước Nga, do có gắn bó với nước Nga sẽ thấy nó đẹp, dâu hoài niệm, hào hung, nhất là khi đoàn quân nhạc đồng ca hay từng binh chủng hô vang, hura. Những người ghét nước Nga thì chắc chắn sẽ thấy nó phản cảm khi một quốc gia đang xâm lược một nước láng giềng lại phô trương thanh thế đến mức độ đó. Như thể không thèm coi thế giới ra cái gì. Còn những người trung dung, họ nghĩ sao thì cũng khó đoán. Riêng tôi, tôi nghĩ đơn giản, nếu có một quốc gia liên bang từng hy sinh 8 triệu mạng chiến sĩ và hàng chục triệu dân thường cho một cuộc đại chiến được xem là dã man và đau thương nhất thế kỷ. Một quân đội dũng cảm đã chiếm được tòa nhà quốc hội Đức mang tính biểu tượng và cắm lá cờ đỏ của mình trên đó như chỉ dấu cho một kết thúc, một chiến cuộc điêu tàn, thì quốc gia ấy hoàn toàn có quyền kỷ niệm long trọng ngày chiến thắng vẻ vang này. Tuy nhiên, mỗi người cần phải gạt bỏ cái thiên kiến chính trị, các yêu ghét vị kỷ, đặc biệt là liên quan đến chiến tranh Ukraine hiện nay, để nhìn vào cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ lần này. Cuộc diễu binh không có một nguyên thủ nước ngoài nào được mời tham dự, bằng một con mắt khách quan nhất, chỉ có trong nội bộ nước Nga mà thôi. Để có một đánh giá thực sự công tâm, với riêng tôi, cuộc diễu binh với xích sắt nghiến trên quảng trường đỏ năm nay đọc lại đúng hai hình ảnh mà mỗi hình ảnh ấy chỉ thoáng qua vài mươi giây mà thôi. Đầu tiên là hình ảnh Tổng thống Putin bước khỏi khán đài, dự khán diễu binh khi cuộc diễu binh mới vừa bắt đầu một lúc. Quân nhạc chuyển từ hành khúc hùng ca sang tráng ca xúc động. Putin bước vào khu mộ chiến sĩ vô danh. Tôi đoán như vậy vì chưa từng được đặt chân đến nước Nga. Mỗi ngôi mộ ghi tên một thành phố từng trải qua đau thương và thể hiện ý chí sắt đá, dũng cảm thời đệ nhị thế chiến. Trước mỗi lăng mộ nhỏ ấy, Putin đặt một bông hoa đỏ, đứng nghiêm lặng mình, tưởng niệm. Camera đã cực kỳ vi tế khi dừng lại lâu hơn một chút ở lăng mộ có tên thành phố cảng Sevastopol. Vâng, Sevastopol, nó nằm ở bán đảo Crimea, vùng tranh chấp đầy sóng gió từ năm 2014. Và có cả tên nhiều thành phố khác trên các lăng mộ ấy, đều là những thành phố giờ đang là lãnh thổ của các quốc gia khác, bốn trước kia là một nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết. Hàng chục triệu người hy sinh cho chiến thắng này không hoàn toàn 100% là người Nga. Họ có cả người Ukraine, người Belarus, người Georgia. Và cho đến tận hôm nay, sau 31 năm Liên bang Xô Viết tàn giã, người Nga vẫn tưởng niệm tất cả những ai đã chết ở các thành phố ấy. Những con người mà họ gọi là anh hùng trong khi đó ở một số nước từng là thành viên của liên xô cũ thì sao có nơi họ kéo đổ cả những tượng đài vinh danh những người anh hùng đã hy sinh để chiến đấu vệ quốc đó cũng là lý do trong đoàn diễu binh vẫn còn lá quân kỳ của hồng quân liên xô ngày nào lá quân kỳ ấy cũng xuất hiện ở các điểm nga chiếm được ukraine thông điệp của putin quá tinh tưởng ông ta muốn nhắc cho cả thế giới hiểu rằng quân đội nga mang danh nghĩa lá cờ kia tới để thỏa nguyện những người còn hoài niệm về Liên Xô cũ. Cách truyền tải thông điệp này hoàn toàn có thể được xem là tiểu xảo, là nặng tính tuyên truyền để làm mờ đi hành vi xâm lược của Nga. Nhưng nó cho thấy, ở cương vị của một nguyên thủ quốc gia, chỉ chịu trách nhiệm với tồn vong của quốc gia ấy, Putin đã rất xứng đáng. Và xứng đáng hơn là cách ông ta thể hiện sự nghiêm cẩn trước các lăng mộ kia như một tấm gương cho cả nước Nga chúng ta có thể căm thù Putin vì đã tạo ra chiến tranh chết chóc ở Ukraine. Có thể khăng khăng tin rằng ông ta là đồ tể hay ma quỷ gì đi nữa, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng ông ta, kể cả dù đóng kịch đi nữa cũng được, cũng đã thể hiện một hình ảnh tiêu biểu đủ sức cho người Nga phải kính nể. Nếu một nguyên thủ không biết ơn những người đã hy sinh cho nền độc lập, thì làm sao ông ta kêu gọi được công dân của mình bảo vệ nền độc lập ấy? Đó là điều nhiều nguyên thủ quốc gia khác không làm nổi. Ví dụ như Boris Johnson chẳng hạn, khi ông ta yêu cầu cả nước Anh ở nhà, không tụ tập nhằm chống dịch thì ông ta lại quẩy ở chính dinh thủ tướng trong một bữa tiệc có tới trên 20 khách mời. Hình ảnh thứ hai tôi bị thu hút chính là sự trân trọng mà chính quyền Nga dành cho thượng phụ thành Moscow, Đức cha Kirin. Sự trang trọng dành cho Kirin trong buổi lễ này có lẽ chỉ kém sự trang trọng dành cho Putin mà thôi. Điều đó cho thấy một hình ảnh nước Nga rất rõ ràng có đức tin tinh thần, có sức mạnh quân sự, kinh tế, có niềm tự hào với quá khứ của nó và có cả sự tự tôn của một dân tộc biết chắc rằng kẻ thù có vui dập họ cách nào thì họ vẫn trỗi dậy. Putin bị phương Tây coi là kẻ thù của dân chủ, là kẻ độc tai, là xa hoàng, là quốc xã. Nhưng chỉ có người Nga và nước Nga mới hiểu được họ cần một vị tổng thống như thế nào. Ở quang trường đỏ hôm nay, Putin đã chứng tỏ ông là một tổng thống mà người Nga cần. Còn bước ra ngoài phạm vi của ngày mùng 9 tháng 5 năm 2022 thì tôi xin miễn bàn, đó lại là một câu chuyện khác và rất dài. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, lãnh đạo Mỹ và Anh đã quá thành công trong việc tạo ra một kẻ thù chung nguy hiểm đối với công chúng trong nước của họ. Kẻ thù ấy là nước Nga. Cụ thể hơn nữa là Putin nhưng dường như việc hăng say đối đầu với Nga trên mặt trận Ukraine không chỉ đơn thuần là một đối đầu Đông Tây. Những tranh giành ảnh hưởng vị thế, những nguyên do khác nữa mà chúng ta đã nói quá nhiều. Nó còn rất có thể là một định hướng để thu hút sự quan tâm của cử tri trong tình cảnh cả Anh và Mỹ đang gặp quá nhiều vấn đề nội tại mà bản thân Joe Biden cũng như Boris Johnson chưa thể giải quyết được một cách cụ thể như lời họ từng tuyên hứa trước dư luận trong nước. Làm phát bức tranh kinh tế ảm đạm giá cả sinh hoạt biến động là vấn đề chung mà cả anh và mỹ đang phải đối diện thêm vào đó câu chuyện brexit của anh vẫn đang đầy rẫy những mệt mỏi vẫn là nỗi ám ảnh đối với boris johnson suốt thời gian qua thực tế chuyển biến của vương quốc anh dưới thời johnson là không nhiều nếu không muốn nói là gần như không có gì đổ lỗi cho hệ lụy của đại dịch không còn là câu chuyện mà công chúng muốn nghe tới nữa khi họ nhìn ra thế giới và cảm nhận được sức hồi phục ở các vùng lãnh thổ khác là tốc độ hơn và rõ rệt hơn. Với tất cả những trì trệ nặng nề đeo bám đó, thúc đẩy để Nga buộc phải tiến hành một cuộc chiến trên đất Ukraine là nước cờ có vẻ như quá lý tưởng. Sự phẫn nộ đối với một hành vi vi phạm công pháp quốc tế, sự thảng thốt trước những hình ảnh tố cáo tội ác chiến tranh sẽ như một liều doping giúp dư luận tập trung năng lượng về một điểm và quên đi thực tại đang ám ảnh hàng ngày. Nhưng chiến tranh luôn là một câu chuyện mang lại hệ quả như vết đổ của những quân domino. Chỉ nội chuyện Khan hiếm dầu hướng dương đã đủ để những người mới nói chuyện chính trị chưa kịp dứt lời lập tức trở lại với thực tại sinh tồn của mình. Và kết quả bầu cử ở Anh đang cho thấy một áp lực thất bại quá lớn đè lên Đảng Bảo thủ mà ở đó trách nhiệm lớn nhất sẽ thuộc về Boris Johnson. Hình ảnh Boris Johnson phơ phạc trước thất bại của Đảng Bảo thủ tại những địa điểm bầu cử của họ tại London và nhiều vùng khác nữa của nước Anh là minh họa rõ nét nhất. Nó chứng tỏ tín nhiệm của chính phủ Johnson đã xuống quá thấp và kết quả bầu cử nghị viện lần này hoàn toàn có thể tác động cực mạnh đến tình thế của cuộc bầu cử 2024. Nhưng chừng đó chưa phải là đã đủ đối với Boris Johnson. Kết quả ở Bắc Ireland mới là điều đáng quan ngại. Việc đảng Sinn Féin có chiến thắng lịch sử với 27 ghế hội đồng chắc chắn là thông tin đáng lo ngại nhất đối với Vương quốc Anh. Sinn Féin rất gần gũi với IRA. Tuy luôn né tránh chủ đề hợp nhất Ireland trong chương trình tranh cử của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là họ rời xa cái lõi hoạt động không có chủ trương trung thành với Hoàng quyền Anh của một đảng phái chính trị được thành lập từ 116 năm trước. Trước mắt, câu chuyện về Hiệp định Bắc Ireland liên quan đến vấn đề thuế quan hàng hóa giao thương với EU qua cửa ngõ Ireland sẽ nóng trở lại và chắc chắn nó sẽ là một chiều kích để dư luận chỉ trích nặng nề hơn vào sự bế tắc mà chính quyền Johnson vẫn xa đà bấy lâu nay ở tiến trình thực hành Brexit. Rất có thể Johnson sẽ phải rời ghế. Theo cái cách đối thủ của đảng bảo thủ là chủ tịch đảng lao động Corbyn từng phải làm khi đảng lao động thất bại ở lần bầu cử 2019. Đó là chưa kể những bê bối liên quan đến việc Johnson phá vỡ quy định phong tỏa thời đại dịch để tung tẩy tiệc sinh nhật của mình tại số 10 phố Downing mới được khui ra và làm âm mỹ suốt thời gian qua. Quá hăng say đối đầu với Nga, Johnson cùng nội các của mình, nổi bật nhất là Lee True, đã bỏ trống sân sau và nhận một thất bại trên sân nhà. Đó chính là một tham khảo rất đáng giá cho Joe Biden khi bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Những kế hoạch kinh tế mà Biden đưa ra thoạt tiên nghe rất hay nhưng sau gần nửa nhiệm kỳ cầm quyền thực hiện vẫn chỉ là một con số không tròn chỉnh. Và một khi dân chúng trong nước cảm giác không được đảm bảo về đời sống của chính họ, mối quan tâm cho sinh mệnh của một dân tộc ở xa xôi nào đó rồi cũng sẽ nhạt dần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.